Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Dạ cảm ơn Thích Trần Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng, sa thú đành thai. Nhật Bình kính cảm ơn Thích Trần Đạo, Thích Trần Đông, Thích Thina và cô tu nữ Tị Duyên đã hoan hỷ lên ôn bài, và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới kinh Tiểu Bộ Y Chí Bút Tất Cá, kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, phẩm Bồ Đề. Bài 4 La Mã và 5 La Mã. Dạ Nhục Bình quên nữa, kính cảm ơn Thích Cẩm Vân. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thành cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng tọa Pháp Tăng nhận dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên Vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ ca hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ trước khi con thỉnh sư, con xin phép được đọc phần chánh kinh nè. Dạ cảm ơn Thích Trần Đông cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Y Chí Bút Tất Cá, kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, phẩm Bồ Đề, bài 4 La Mã. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn trú ở Uruvela, trên bờ sông Neranchara, dưới gốc cây bàng. Acha-pa-la, khi mới chứng chánh đẳng giác, lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đình. Có một bà La Môn thuộc dòng Hú Huynh Ca đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên lời chào hỏi. Sau khi nói lời chào hỏi thân hữu, rồi đứng một bên, bà La Môn ấy nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, cho đến như thế nào là bà La Môn, và những pháp nào tác thành bà La Môn? Thế Tôn sau khi biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 4. Vì bà La Môn nào loại trừ các ác pháp, không kiêu, không uế nhiệm, tự ngã, khéo chế ngự, Vệ Đà được thông đạt, phạm hạnh được viên thành, vì bà La Môn ấy có thể nói lên được lời phạm ngữ đúng pháp, vì ấy ở đời này không hề mạn tâm, không hề có mạn tâm bất cứ ở nơi nào. Bài 5 La Mã. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sa Quách Thí Xá Vệ tại Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm, khu vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá, cấp cô độc.
Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, tôn giả Maha Moggallana, đại mục Kiền Liên, tôn giả Maha Kassapa đại ca Diếp, tôn giả Maha Kachayana đại ca Chuyên Viên, tôn giả Maha Kothita đại câu Thi La, tôn giả Maha Kapina đại kiếp Tân Na, tôn giả Maha Chunda đại thuần đà, tôn giả Anuruddha Ana Luật Đà, tôn giả Rewata Li Bà Đa, tôn giả Đê Quá Đát Tá Đề Bà Đạt Đa, tôn giả Ananda Anan. Đi đến Thế Tôn, Thế Tôn thấy các tôn giả ấy từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các bà la môn này đang đi đến. Này các tỳ kheo, các bà la môn này đang đi đến. Khi được nói vậy, một vị tỳ kheo thọ sanh là bà la môn bạch Thế Tôn: Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, là bà la môn, bà có bao nhiêu pháp tác thành bà la môn? Thế rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Năm, sau khi loại ác pháp, ai thường hành chánh niệm kiết sự đoạn giác ngộ, những vị ấy ở đời thật là bà la môn. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và sư có nghe âm thanh con, cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư ạ. À, dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tỳ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta lại học tiếp Kinh Phật Tự Thuyết ở trong phần 4 và 5 La Mã. Do rằng cái phần 1, phần 2, phần 3 thì nó lại có liên hệ với nhau. Bài trước đó của Thập Nhị Nhân Duyên. Cái bài hôm nay thì này, hai cái bài này, tức là bài 4 và bài 5 La Mã này nè, nó có liên hệ với nhau ở trong ý nghĩa pháp. Và do vậy chúng tôi gom chung lại để giảng trong cái buổi giảng hôm nay. Và trước khi giảng thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt trước khi giảng. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawan Tăng Ký Qua Đê Mí. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhati Bano Phagavato Sawakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh, hoặc còn phạm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Cảm ơn cô Rạng Đông. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái bài số 4 La Mã ở đây đó là
kể ra một cái sự việc, sự kiện mà khi mà Đức Thế Tôn sau khi Ngài giác ngộ, thì lúc bấy giờ thì Ngài, chúng ta biết ở đọc ở trong lịch sử, sau khi Ngài giác ngộ thì Ngài có 7 cái tuần lễ. 7 tuần lễ tức là 49 ngày, mỗi một cái nơi như vậy là Ngài ở, ngồi ở đó 7 tuần lễ, 7 ngày, để rồi Ngài hưởng được cái sự an lạc sau khi giác ngộ, đoạn trừ phiền não. Và Ngài quán tất cả những cái duyên ở trong Pháp, ở trong đó có giáo lý duyên khởi, rồi Ngài si quán tất cả về những cái Pháp. Thì bên cạnh đó thì Đức Thế Tôn Ngài cũng hưởng được cái sự an lạc sau khi chính thành tựu quả chánh đẳng chánh giác ở dưới cội cây Bồ Đề, mình gọi là cây Bồ Đề, cây giác ngộ nơi Đức Phật. Thì đây có một cái vị Bà La Môn, cái bài số 5, số 4 này thì có một vị Bà La Môn. Bà La Môn thì tên là Hú Huynh Cát. Thì Bà La Môn này ông đến hỏi Đức Phật, sau khi một cái lời chào hỏi xã giao rồi đó, thì ông đến ông hỏi Đức Phật như thế nào để tác thành, trở thành một cái người gọi là vị Bà La Môn. Thì chúng ta biết rằng cái xã hội Ấn Độ á, thì nó lại có 4 cái giai cấp. Giai cấp Khatiya tức là giai cấp sát đế lỵ, giai cấp thứ hai là Ramaka tức là giai cấp Bà La Môn, giai cấp thứ ba là Vesa tức là những cái người thương buôn, và giai cấp cuối cùng là giai cấp Sudara tức là ta phiên âm gọi là giai cấp nô lệ đó. Thì 4 cái giai cấp đó nó đã hiện hữu ở trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Cho nên là ngoại trừ cái giai cấp vua chúa là giai cấp có quyền bính ở trong tay đó, tức là giai cấp quyền bính ở trong tay, thì còn có một cái giai cấp nữa mà chúng ta được biết, đó là giai cấp Bà La Môn. Cấp Bà La Môn. Và đối với những cái người mà giai cấp Bà La Môn, hoặc là cái xã hội Ấn Độ họ quan niệm, thì những người mà thuộc dòng dõi Bà La Môn là cái thứ nhất ấy, là cái giai cấp đó là giai cấp mình xem như là những vị tu sĩ, những vị tu sĩ của đạo Bà La Môn xưa kia, và họ tự cho họ nó là một cái giai cấp cao quý, cao quý. Cho nên là cái vị Bà La Môn này đó, đến hỏi Đức Phật như thế nào được gọi là cái chuẩn, được gọi là cái tiêu chuẩn của một cái vị Bà La Môn. Thì Đức Phật Ngài mới, chúng ta biết rằng đối với những người Bà La Môn á, đạo Bà La Môn á, những cái người giai cấp Bà La Môn thì họ tự cho họ là một cái giai cấp cao quý, bởi vì họ cho rằng họ sanh ra từ ở cái miệng của Phạm Thiên. Cho nên họ có cái những cái quyền, cái đặc quyền. Và những vị tu sĩ của đạo Bà La Môn, họ cho họ có cái đặc quyền là họ có thể cúng tế để giao tiếp giữa thần linh và loài người. Họ cho họ có những cái đặc quyền như vậy. Và họ xem họ là cái người mà có, gọi là có những cái huyết thống trong sạch nhất. Thì trong những cái bài kinh đây đó thì chúng ta cũng biết rằng cái định nghĩa của những người Bà La Môn họ cho là như vậy. Thì Đức Phật Ngài nói không phải là sanh ở trong cái dòng tộc hay là trong cái huyết thống của Bà La Môn thì gọi là cao quý, mà ở trong kinh Pháp Cú á, thì chúng ta cũng gặp được, đó là Đức Phật Ngài định nghĩa về gọi là Bà La Môn không phải là do sanh trưởng mà được gọi Bà La Môn, mà là do hành động mới gọi là Bà La Môn. Tức là không phải là do sanh trưởng trong một cái huyết thống đó,
mà cho là trong sạch cao quý, không phải là những cái người mà nô lệ đó lại là cái huyết thống không được tốt đẹp, không phải. Mà cũng không phải là những người Bà La Môn là cái huyết thống cao quý, không phải là huyết thống cao đẹp, tốt đẹp. Do vậy thì Đức Phật Ngài nói là Bà La Môn là một cái người gọi là hành động. Thì cái hành động ở đây là hành động cao đẹp, hành động giải thoát, hành động không có pháp bất thiện, thì đó được gọi là Bà La Môn. Thì ở trong cái bài số 5 á, chúng tôi nói đây luôn, rồi chúng tôi sẽ gom thành hai bài để chúng tôi giảng. Số 5 á, thì chúng ta thấy ở đây đó là khi mà Đức Phật Ngài ở tại Kỳ Đà Lâm, tức là Chetavana đó. Bởi vì chúng ta thấy là phần lớn là các cái bài kinh á, thì Đức Phật giảng ở tại chùa Kỳ Viên, tức là Kỳ Đà Lâm á, gọi là trúc Kỳ Đà Lâm, Kỳ Viên á, Chetavana. Thì ở đây đó là vừa là phiên âm mà vừa dịch Kỳ Đà, tức là Cheta, phiên âm từ cái chữ Kỳ Đà. Kỳ Đà phiên âm từ cái chữ Cheta, Cheta, Kỳ Đà. Mà Kỳ Đà ở đây đó là một cái tên của một cái vị hoàng tử ở tại cái khu đất đó. Còn cái chữ Qua Ná là ở đây chúng ta biết đó là khu rừng hay là cái lâm viên, cho nên là gọi là Kỳ Đà Lâm. Vì những cái bài kinh này á, phần lớn là mình gặp là ở tại chùa Kỳ Viên, bởi vì Đức Phật có 19 năm, 19 hạ ở tại đây. Chúng ta biết là Đức Phật Ngài hoằng pháp tới 45 năm nữa, mà Ngài ở đây 19 năm, 19 hạ, Ngài ở tất cả dõng dạng 19 hạ. Cho nên là phần lớn là những cái bài kinh, bài pháp Đức Phật giảng là ở tại chùa Kỳ Viên. Bây giờ đó chúng ta biết rằng vì sao gọi là Kỳ Đà Lâm. Thì cái chuyện này đó là chúng ta biết cái ông Cấp Cô Độc thì ông lại ông mua cái miếng đất ở chỗ của ông Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà thì lại là Thái tử Kỳ Đà thì bán cái miếng đất với điều kiện là ông Cấp Cô Độc trải vàng đến đâu á, thì sẽ lấy đất tới đó. Thì ông Cấp Cô Độc cũng đem cho xe bò chở vàng lại, cứ trải cứ hả, vàng tới đâu thì lấy đất tới đó. Rồi cuối cùng Thái tử Kỳ Đà ông nói là thôi bây giờ ông thấy ông Cấp Cô Độc mua đất ông rất là quan hỷ, các cái chùa Kỳ Viên cho nên rất ông là quan hỷ. Thì ông nói thôi bây giờ cây ông không có bán, mà ông cúng nó cho Đức Phật luôn. Cho nên trong kinh nói là Kỳ Đà Lâm, tức là cái Kỳ Viên á, chùa thì ông Cấp Cô Độc cất, đất thì ông Cấp Cô Độc ông mua, nhưng mà rồi á, là vườn cây rừng á, là của Thái tử Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà, cho nên gọi là Kỳ Đà Lâm. Trở lại, khi mà các vị tôn giả đệ tử của Đức Phật có mặt ở trong cái bài số 5 này đó, thì tôn giả đệ tử của Đức Phật có mặt, tức là Ngài Sariputta, là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mokkhalana, là Ngài Mục Kiền Liên, rồi Ngài Maha Kachayana, tức là Ngài Ca Chiên Viên, rồi Ngài Ca Diếp, tức là Maha Kassapa, và Ngài Câu Thi Na, tức là Maha Kothipa, và Ngài Maha Kappina, hoặc là Tôn giả Maha Chunda, vân vân, A Na Luật. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng đệ tử Đức Phật á, thì có những vị xuất thân từ Bà La Môn, xuất thân từ Bà La Môn. Theo chúng tôi biết là Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên là xuất thân từ Bà La Môn. Thí dụ như Ngài Anuruddha, Ngài Anan, Đề Bà Đạt Đa rồi đó, thì những vị đó là xuất thân từ hoàng tộc, dòng dõi thuộc về dòng dõi vua chúa. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên thì lại là xuất thân từ Bà La Môn. Rất là giỏi, rất là giỏi. 18 cái học thuật của một cái vị mà trưởng thành trong cái dòng dõi Bà La Môn, tức về thiên văn, lý, toán, số, rồi tất cả các cái ngôn ngữ triết học,
thì những cái người thanh niên ở trong cái dòng Bà La Môn thì họ được đào tạo, họ được đào tạo và họ được dạy dỗ, rồi họ rất là giỏi trong các cái môn học thuật đó, học thuật đó. Cho nên là ngày nếu mà ai có đi đến đến trường đại học Nalanda cũ đó, Nalanda cũ đó, thì ở nơi đó có một cái ngôi nhà của ngài mẹ, mẹ ngài Xá Lợi Phất, mẹ ngài Xá Lợi Phất ở đó. Và được biết là ngài Xá Lợi Phất ngài ở tại cái vùng Nalanda đó, Nalanda đó. Thì chúng ta biết ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên xuất thân từ từ đạo Bà La Môn, từ giai cấp của Bà La Môn. Cho nên ở đây đó, khi mà các vị này đến để thưa với Đức Phật đó, về những cái thế nào được gọi là những vị Bà La Môn và như thế nào là được gọi là sự thọ sanh của vị Bà La Môn, như thế nào được gọi là chuẩn của Bà La Môn, thì Đức Phật trả lời nè: sau khi loại ác pháp, ai thường hành chánh niệm, kiết sử được giác ngộ, những vị ấy ở đời thật là Bà La Môn. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài nói rằng không phải do sanh trưởng được gọi Bà La Môn, mà là do hành động gọi là Bà La Môn. Như vậy thì điều đó cho chúng ta thấy rằng cái hành động đối với đạo Phật, Đức Phật định nghĩa cái từ Bà La Môn á. Ở trong Kinh Pháp Cú thì có một nguyên một cái phẩm gọi là phẩm Bà La Môn, Râm Má Quát Gá. Như vậy thì có nguyên cái phẩm đó, mà ở đó Đức Phật ngài định nghĩa cái từ Bà La Môn á, là một cái vị, là một cái vị có tu tập, và một vị là một bậc thánh. Thì ở đó Đức Phật ngài định nghĩa đó là một bậc mà hoàn toàn giải thoát, hay là bậc đang đã và đang thanh tịnh. Thì những vị đó, đó được xem như là những vị Bà La Môn, chứ không phải như là những cái người Bà La Môn định nghĩa là Bà La Môn là giỏi về cúng tế hay là cúng bái thần linh, cúng bái thần lửa gì đó, thì không phải. Cũng không phải là Bà La Môn là sanh trong một cái dòng họ đó huyết thống. Thì ngay cả những cái bài kinh Đức Phật này, người phụ nữ Bà La Môn là cũng mang thai để sanh con vậy, vân vân. Thì ở đây đó thì Đức Phật ngài muốn nói đến cái hành động, cái hành động như thế nào được gọi là Bà La Môn. Thì ở đó là hành động chân chánh, hành động không có ác thân, không có ác, không thân không ác nghiệp, khẩu không ác nghiệp, ý không ác nghiệp á, thì vị đó mới được gọi là Bà La Môn, vân vân. Trở lại cái câu ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng cái bài 4 Đức Phật ngài nói như thế này. Ngài nói vị Bà La Môn nào loại ác pháp, không kiêu, không ô nhiễm, tự ngã khéo chế ngự, vệ đà được thông đạt, phạm hạnh được viên mãn, vị Bà La Môn ấy có thể nói lên được lời phạm ngữ đúng nghĩa, vị ấy ở đời này không hề có mạng tâm, bất cứ ở nơi nào. Bất cứ ở nơi nào. Thì ở đây đó, gom chung hai cái bài này. Trước tiên đó là chúng ta nói đó, cái Đức Phật ngài nói gọi là Bà La Môn thì vị đó phải loại trừ ác pháp. Loại trừ ác pháp. Cái ác pháp ở đây đó, thì đây được kể nè, là không kiêu, không ô nhiễm, tự ngã, khéo tự chế, khéo chế ngự. Tự ngã tức là tự mình á, tự mình khéo chế ngự. Tự ngã tức là tự mình khéo chế ngự. Vệ đà được thông đạt, phạm hạnh được viên thành, vị Bà La Môn ấy có thể nói lên được lời phạm ngữ đúng nghĩa, vị ấy ở đời này không hề có mạng tâm. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến một cái người tu ở trong Phật giáo đó, đặc biệt là để mà trở thành một bậc thánh á, thì vị đó được xứng danh được gọi là Bà La Môn, thì vị đó phải loại trừ những cái pháp ô nhiễm, pháp bất thiện từ nơi tâm. Mà chúng ta biết ở đây đó là nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Nhiều ở đây là gì? Bởi vì trong kinh có những cái đoạn nói á,
là vị thánh mà xuất hiện ở nơi nào đó, thì vị thánh không có mang đến cái đau khổ, khâu sầu chúng sanh. Bởi vì vị thánh ở đó đó, các ngài đã loại trừ được những cái pháp bất thiện ở trong tâm, pháp bất thiện trong tâm. Mà ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là cái bài số 5 á, thì quý vị thấy nè, sau khi loại ác pháp, ai thường hành chánh niệm, kiết sử được đoạn tận, giác ngộ, những vị ấy ở đời thật là Bà La Môn. Thì quý vị biết rằng đối với các cái vị thánh, cái con đường tu tập của chúng ta đó thì phải trải qua rất là nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp. Và để mà cái đời tu của chúng ta đó, cái con đường tu phạm hạnh đó, thường thường nói là con đường phạm hạnh. Phạm hạnh tức là chỉ cho cái con đường thanh tịnh, con đường đưa đến giác ngộ. Thì cái vị ở đó đó phải thực hành giới, định và tuệ. Thì như quý vị biết rằng giới của một bậc thánh á, thì các ngài có sống ở đâu, các ngài có sống ở một nơi mà thâm sâu cùng cốc, hay các ngài sống ở nơi phồn hoa đô hội, thì không có một cái mãi may nào, dù một cái lỗi nhỏ nhặt các ngài cũng không có giấu, không có giấu. Mà các ngài luôn luôn giữ gìn thân khẩu ý được tốt đẹp, giữ gìn thân khẩu ý tốt đẹp. Ở đây đó là đời sống của các vị ấy luôn luôn có cái chánh niệm. Bởi vì chúng ta biết rằng với một cái người bình thường thì chúng có khi chúng ta có được cái chánh niệm, nhưng mà phần lớn cái thời gian còn lại là chúng ta bị thất niệm. Thất niệm có nghĩa là tâm chúng ta ngồi ở đây nhưng chúng ta lại nghĩ ngợi đến những việc khác, nghĩ đến chuyện đông chuyện tây, chuyện đầu trên sớm dưới, chuyện ông này bà nọ, vân vân. Chúng ta lại nghĩ đến những điều đó, nghĩ đến những cái điều đó, và do đó cái tâm của chúng ta bị thất niệm, thất niệm. Và vì vậy cho nên là những cái pháp đó đó nó chi phối cái đời sống ta. Thì do vậy đó thì cái tâm của một cái người đó thường là chúng ta biết nói đến cái sự kiêu mạn. Kiêu mạn ở đây đó là nói cái mà mình nghĩ hơn, mình nghĩ rằng mình giỏi hơn họ, mình giỏi hơn họ về mặt này mặt kia, mình tốt hơn họ về mặt này mặt kia. Thì ở trong kinh cho chúng ta biết đó là ngay cả cái suy nghĩ của mình, khi mà mình suy nghĩ mà mình đem mình so sánh với một người khác, cả trên phương diện ngang bằng hay thua thiệt, thì khi mà cái tâm mình khởi lên những cái ỷ lại đó, cái so sánh đó đó, thì mình vẫn là sanh cái ngã mạn. Mà trong kinh gọi là hơn ỷ hơn, tức là mình đã hơn rồi thì mình ỷ ý mình hơn người ta là đúng rồi. Hơn về người ta về mặt kiến thức, hơn về mặt người ta về sức khỏe, hơn về mặt người ta về dáng dốc, sắc đẹp, hay là hơn về mặt địa vị giàu sang, hay là hơn về mặt này mặt nọ. Thì khi mà mình khởi lên cái tâm đó đó, thì cái tâm đó gọi là cái tâm ngã mạn. Hơn ỷ hơn, rồi hơn ỷ bằng, rồi hơn ỷ thua, cả bốn cái chín cái khía cạnh đó, hơn ỷ hơn, rồi hơn ỷ bằng, rồi hơn ỷ thua. Rồi là mình bằng người ta nhưng mà mình cho rằng mình hơn ta, cũng không phải, cũng là cái so sánh ngã mạn. Rồi bằng hơn, bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, rồi bằng nghĩ thua, rồi thua ỷ hơn, thua ỷ bằng, thua ỷ thua. Cả chín cái khía cạnh đó đó, nói tóm lại là khi nào mà mình đem mình so sánh với một cái người khác, còn phân biệt nhân ngã bỉ tử, thì cái ngã mạn đó, đó nó vẫn còn có cái tiềm ẩn ở trong mỗi con người, mỗi chúng sinh đó. Nhưng mà ở đây đó là bậc thánh đã loại trừ, bậc thánh đã loại trừ.
Cho nên á, quý vị thấy rằng á, là có những cái bài kinh á, họ nói những Đức Phật ngày nói là những cái vị Bà La Môn á, tự cho mình là một cái người mà tự cho mình là một cái người mà có cái khả năng giao giữa thần linh và giao tiếp với con người đó, đem cái lời cầu nguyện đó để khấn với lại thần linh đó, thì Đức Phật ngày nói cái người đó nói dối, cái người đó nói dối, bởi cái đó không phải là cái thật ngữ, không phải là thật ngữ mà là dối ngữ. Cái lời nói đó mà mình tự cho rằng mình là cái người giao tiếp giữa thần linh để cầu nguyện cho cái này, cầu nguyện cho cái kia đó, thì cái đó đó, sự thật ra là Đức Phật ngày nói cái người đó là không có thật, là dối, là dối. Mà ở trong giáo pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật ngày nói là một là mình phải khéo tự điều chỉnh lấy mình, tức là mình tu tập, mình điều quá lấy mình, mình điều phục lấy mình, điều phục lấy mình. Và một mặt nữa đó là mình phải biết sống một cái đời sống chân thật, sống một đời sống chân thật. Chân thật ở đây á, không phải là chỉ có cái lời nói không, không phải là mình nói thật cái điều đó là chân thật không đâu, mà ở đó là mình phải thể hiện qua cái sự tu tập của mình. Mình tu tập đến đâu, mình tu tập như thế nào, một ngày á, mình xét lại coi mình đã làm được cái gì hoặc là chưa làm được cái gì. Chứ không phải là, bởi vì trong Kinh Pháp Cú á, Phật có nói là chớ nên nhìn cái người khác, mà hãy nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình, phản tỉnh lại chính mình. Thì mình nhìn người khác á, thì e rằng cái sự nhìn của mình á, nó sẽ sai đi. Nhưng mà mình nhìn lại chính mình á, thì mình mới thấy rõ rằng cái điều gì mình đã làm, hoặc cái điều gì mình chưa làm, hoặc cái điều gì mình không làm, vân vân. Thì ở đó mình mới biết mình điều chỉnh lấy mình. Thì đó là gọi là chân thật. Mà mức độ tu tập của mình đến đâu á, thì mình nhìn nhận mình đến đó, mình biết mình đến đó. Ví dụ như bây giờ á, là mình tu chưa tu tập như thế nào, mình biết ở trong cái nội tâm của mình có tham, có sân, có si gì hay không, mình biết. Đừng có nghĩ rằng á, là cái tham là cái gì đó nó nổi trội, nó phải lớn mạnh gọi là tham đâu. Nhiều cái nghĩ của mình á, mình còn dính mắc một cái gì á, ở trong cái suy nghĩ của mình, cả về vật ngoại thân cho đến ở trong nội thân của mình, trong thân và tâm của mình, mình còn dính mắc cái gì đó, thì cái đó nó vẫn còn là tham. Chứ không phải làm đợi tới mình phải tham lam cái này cái kia ở của cái vật chất gì bên ngoài là tham không đâu, mà là cái gì mình còn dính mắc đó là còn tham. Ngay cả mình còn dính mắc với tự thân của mình thì cái đó nó vẫn là gọi là tham. Cho nên cái mạng và cái ái ở đây đó, cái phiền não, cái ô nhiễm ở đây đó, là chỉ cho cái tôi của mình, mà mình nhìn lại cho chính mình. Vì vậy cho nên là ở đây đó, cái bài số 5 á, thì Phật dạy sau khi loại ác pháp, ai thường hành chánh niệm, ai thường hành chánh niệm thì đoạn sự kiết sử được kiết sử đoạn giác ngộ. Thì ở đây chúng tôi sẽ giải thích cái từ kiết sử đây để cho quý vị nghe. Cái kiết sử ở đây đó là cái từ, cái chữ ký lê xá mà mình phiên âm gọi là kiết sử. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đốt nóng, chỉ cho những cái pháp phiền não nó đốt nóng từ nội tâm của mình, chỉ cho các cái pháp phiền não mà nó đốt nóng từ ở cái nội tâm của mình. Ở đây đó là gì? Có 10 cái pháp kiết sử. Thứ nhất là dục ái, thứ hai là sắc ái, thứ ba là vô sắc ái, thứ tư là hữu ái, thứ năm là ái tham, thứ sáu là sân, thứ bảy là si, thứ tám là ngã mạn, thứ chín là hoài nghi, thứ mười là tà kiến. Như vậy thì cộng tất cả là 10 cái pháp kiết sử.
tức là cái pháp đốt nóng. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn lại nè, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái hay là tham ái, cái đó đều được gọi là căn tham hết. Căn tham. Nhưng mà hữu ái á, nó có thể liên quan đến tà kiết. Sắc ái, dục ái, sắc ái và vô sắc ái á, là mình nói là ái ở trong các cái cảnh giới đó, các cái cõi đó. Nhưng mà hữu ái tức là nó liên quan đến cái thường kiến, nó cũng là ái mà liên quan đến thường kiến. Còn tham ái là mình nói đến cái thuần túy ở trong cái sự hướng đến cái mong muốn của mình để có cái sự tái sanh, có cái sự hiện hữu đó, thì cái đó được gọi là tham ái. Như vậy thì nhìn chung á, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái hay là tham ái, thì cái đó đều căn tham hết. Căn tham hết. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng các cái pháp bất thiện mà cái vừa rồi chúng ta học cái giáo lý duyên khởi đó, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái ái duyên cho thủ. Thì giờ ở đây đó, ái ở đây, thọ thì sẽ duyên cho ái. Thì quý vị biết rằng cái ái đó là cái căn nhân, cái gốc rễ để tạo nên cái đời sống. Nó như là một cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống dưới lòng đất, dưới mặt đất, dưới lòng đất. Thì bên cạnh đó có những cái chất ẩm ướt của mặt đất, ánh sáng của mặt trời, không khí, gió, vân vân. Nó tạo nên để cho cái hạt giống đó nảy mầm, xanh sôi, nảy nở. Thì ở đây đó, ái chính là hạt giống. Nhưng mà rồi đó là những cái pháp khác đó, nó trợ duyên cho. Nó là ánh sáng, nó là chất ẩm ướt, vân vân. Như vậy có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này. Thì cái ái tham ở đây, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái, ái tham á, thì chỉ cho cái căn tham của chúng ta, do cái ái đó mà chúng ta hiện hữu. Rồi sân si, thì quý vị biết rằng sân nó cũng là một căn bất thiện, nó cũng là mặt trái thôi. Trong cuộc đời này thì nó là mặt trái của ái tham, của tham. Bởi tham á, là sự tìm kiếm, sự cuốn hút. Tham nó là tìm kiếm, cuốn hút. Nhưng mà sân á, nó là hủy hoại, hủy diệt. Vì sao? Ví dụ như mình thấy là mình thương mình cái gì đó, mình thương ai đó, hay là mình cái gì đó, khi mà không được á, thì cái đó nó sanh ra cái sự khi mà không vừa lòng với mình á, thì mình sanh ra cái sự khuẩn quất, cái sự giận, sân giận, bực bội, khó chịu, tức giận. Đó là mặt trái. Nhưng mà nó cũng là một cái căn bất thiện. Căn bất thiện thì nó đốt nóng đối với tâm của mỗi chúng sanh. Cả sắc ái, dục ái, sắc ái và vô sắc ái là mình nói đến các cái cảnh giới. Nhưng mà hữu ái tức là ái mà nó đi đâu với tà kiến. Ái tham tức là mình nói đến cái tham nó thuần túy, tức là hướng đến cái sự tái sanh ở trong tương lai đó. Nhưng mà sân á, nó là một pháp bất thiện, nó là một pháp bất thiện, nó cũng là đốt nóng. Cả tham cũng là một pháp đốt nóng, sân cũng là một pháp đốt nóng, si cũng là một pháp đốt nóng. Như vậy thì quý vị nghe đó là học với diệu pháp đó, là tham sanh khởi thì cũng có si, mà sân sanh khởi thì cũng có si. Cái sự si ở đây đó là sự mê mờ, sự không thấu rõ, sự không thấu rõ, hay nó đồng nghĩa với cái vô minh, đồng nghĩa với vô minh. Cho nên ở đây đó là khi mà nói si, căn si tức là mình không có thấy rõ, không có biết rõ về những cái điều gì thật của nó. Thì vì vậy đó là một trong những cái pháp đốt nóng đối với tâm của mỗi chúng sanh. Rồi ngã mạn mà nãy chúng tôi đã nói, ngã mạn ở đây đó, chữ mạn ở đây đó là cái mà mình thường thường đó mình hiểu như là cái kiêu mạn. Rồi cái ngã mạn là mình đem cái mình để so sánh với lại
những cái gì đó, hơn nghĩ hơn, hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua, hoặc là bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, bằng nghĩ thua, hay là thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua, thì cả khía chính khía cạnh đó, đó đều được gọi là khi mà mình đem cái tôi của mình đem so sánh với một cái người nào đó thì cái đó vẫn còn có cái gọi là cái ngã mạn. Còn cái hoài nghi á, cũng là một trong những cái mà làm cho chúng ta phải không có quyết đoán cho một cái thiện pháp nào. Ví dụ giờ á, hoài nghi là cái tính chất của nó là một cái tính chất lưỡng lự. Quý vị thấy không? Ở trong cái tâm bất thiện của chúng ta đó, thì nó hoài nghi nó thuộc về cái nhóm bất thiện. Cái nhóm bất thiện. Bởi vì hoài nghi nó cũng là một trong 12 cái tâm bất thiện của một người phàm phu. Cho nên hoài nghi ở đây đó là mình không tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin ân đức của Tam Bảo, ân đức của cha mẹ, không tin luân hồi đời trước đời sau, không tin của nhân của quả, nhân của nghiệp điều nhân quả, quả của nhân quả của điều thiện hay là nhân quả của điều ác. Mình không tin, không tin có đời trước, không đời, tin có đời sau, có nghĩa là không tin có luân hồi. Không tin đó, cho nên là mình không có quyết đoán cho một cái việc thiện nào ở trong đời sống của mình. Mà quý vị biết rằng cái sở hữu tính á, thì nó là sẽ có mặt ở trong 19 cái tâm dục giới, gọi là tâm sở hữu tỉnh hảo. 19 sở hữu tỉnh hảo biến hành. Trong 19 sở hữu tỉnh hảo biến hành. Cho nên bất cứ cái tâm thiện nào á, thì cũng có cái sở hữu tính ở trong. Mà một khi mà mình mất đi cái niềm tin mà mình hoài nghi á, thì đó là không thể mình quyết đoán cho một cái thiện pháp nào. Vì vậy cho nên cái người mà làm việc thiện, quý vị thấy nè, mình bố thí cúng dường cũng là nhờ mình có niềm tin, thấy không? Rồi mình ngồi thiền, mình giữ giới nhờ mình có niềm tin, mình nghe pháp là nhờ mình có niềm tin, mình phục vụ thì mình cũng nhờ có cái niềm tin, rồi mình làm được cái thiện sự gì đó, mình nhớ hồi hướng đến cái người, cái bậc ân nhân, cái người mà mình nghĩ là mình có thọ ân người đó, đó thì mình cũng phải có cái niềm tin. Cho nên là mất đi cái niềm tin á, thì cái thiện pháp khác mình không có thể làm được. Quý vị thấy không? Sở hữu tính nó sẽ có mặt ở trong các tất cả các cái tâm tịnh hảo, nhưng mà không phải các cái tâm tịnh hảo nào cũng đều trí tuệ trọng. Chúng tôi xin thưa như vậy. Vì vậy cho nên là có những tâm thiện mà có trí, nhưng mà có những cái tâm thiện không có trí. Nhưng mà tất cả cái tâm thiện thì chắc chắn phải có cái niềm tin. Có cái niềm tin. Họ tin cái gì đó, họ tin cái gì đó, thì chính cái tin đó giúp cho họ có thể là thẳng tiến, hay họ có thể giữ vững được cái việc lập trường của họ trong cái việc tu hành của họ. Còn cái tà kiến là cái nghĩ sai. Tà kiến tức là cái nghĩ sai, cái suy nghĩ sai. Bởi vì quý vị biết rằng nó là cái tà kiến là một cái pháp chướng ngại, nghĩ sai, cả nghĩ ở trong cái thường kiến và đoạn kiến, chấp còn hay là chấp không cũng là cái nguy hiểm. Chấp có hay là chấp không cũng là cái nguy hiểm. Có người thì cho rằng là cái gì đó, cái linh hồn hay là cái gì đó nó trường cửu, nó luân lưu từ đời này sang tới đời sau. Sự thật ra đó thì chúng ta tái sanh tâm trước tâm sau, tâm tử chúng ta rồi tâm tục sinh chúng ta đời kế tiếp nữa thì nó khác chứ nó không giống, nó không phải tâm đó đâu, nó thay đổi hết, nó khác hết. Cho nên không có cái gì mà trường cửu mà trong Phật pháp gọi đó là vô thường. Phật pháp gọi đó là vô ngã, vì đó không có cái tôi trong đó mà, không có cái gì mà cốt lõi, không có cái gì mà bền chắc ở trong đó. Cho nên á, cái người mà nghĩ có còn hàng hữu hoài đó, thì cái đó là nó rơi vào trong cái gọi là thường kiến, sasatatiti. Rồi một người đó chấp vào một cái không còn gì hết đó, không có phước thiện, không có quả của điều ác, không có quả của điều thiện, không có ân đức của Tam Bảo,
không có ân đức của cha mẹ, không có luân hồi gì đó, thì sau khi chết là hết đó, thì cái người đó lại là chấp vào cái đoạn. Chấp vào cái đoạn. Đoạn tức là không còn. Út chê đá đi thí, tức là chấp cái không còn. Và do cái chấp đó cũng là cái sự trói buộc nữa. Cho nên cả trong tâm tham của chúng ta đó, là nó liên quan đến cái tà kiến và cái ngã mạn. Có khi thì có tà kiến, có những tâm tham mà nó có tà kiến, nó chấp sai trong đó. Nhưng mà có tâm tham thì nó liên quan đến cái ngã mạn. Có ngã mạn tức là mình sanh cái tôi của mình lên để mà mình so sánh, cái tự ngã của mình lên để mà mình so sánh đối chiếu, thì cái đó nó cũng là một cái ràng buộc. Vì vậy cho nên nếu mà nói kiết sử, tức là những cái pháp mà chúng ta được gọi là đốt nóng, hay là ký lê xá, tức là phiên âm từ cái chữ ký lê xá, kiết sử là phiên âm ra, phiên âm ra là cái có nghĩa là đốt nóng, sự đốt nóng. Mà đốt nóng cái gì? Đốt nóng ở trong tâm của mỗi chúng sanh, trong tâm của mỗi chúng sanh. Ở đây trở lại đó là nói rằng một vị mà sau khi đoạn trừ ác pháp, đoạn trừ ác pháp, vị ấy có chánh niệm, kiết sử được, kiết sử đoạn giác ngộ, những vị ấy ở đời thật là Bà La Môn. Bà La Môn. Như vậy thì mình nhìn lại đó là khi mà một vị Bà La Môn, mà khi nãy chúng ta nói đó, ông Bà La Môn tên là Hú Huynh Cá đó, thì cái ông này ông hỏi Đức Phật như thế nào được gọi là một cái tiêu chuẩn của một vị Bà La Môn. Đó là ông hỏi theo cái cách mà của một cái người Bà La Môn. Nhưng mà Đức Phật thì ngài trả lời là như thế nào được gọi là cái chuẩn của Bà La Môn, xứng danh được Bà La Môn, và ngài định nghĩa trong cái gọi là Bà La Môn, cái danh từ Bà La Môn mà Đức Phật ngài chỉ cho Bậc Thánh. Chỉ cho Bậc Thánh. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói rằng là Đức Phật nghĩ rằng một cái vị mà sau khi đoạn trừ phiền não thì vị đó có được cái sự an lạc thông dong tự tại, dù có núi có lở, cây có đổ, rừng có siêu đi nữa, thì cái vị đó cũng không có lai tâm, không có chuyển động tâm, mà tâm vị đó vẫn vững vàng, vẫn vững vàng. Và sau khi mà vị đó đoạn trừ được, loại trừ được các cái ác pháp, hay là loại trừ được kiết sử, thì tâm vị đó luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm tức là lúc nào cũng trú trong pháp, lúc nào cũng trú trong pháp, không có bị tán loạn, không có tán loạn. Như vậy thì chúng ta hiểu một cái nghĩa tuyệt đối đó, thì Đức Phật ngài nói rằng một cái vị thánh á, đặc biệt là bậc A-la-hán á, thì vị đó được gọi là Bà-la-môn. Còn chúng ta hiểu một cái nghĩa tương đối đó, thì Bà-la-môn là chỉ cho cái người đang tu tập trong giới định tuệ, tức là con đường phạm hạnh này, thì những vị đó dù là phàm đi nữa, nhưng mà vị đó đang nỗ lực tu tập trao dồi, thì vị đó được gọi là Bà-la-môn. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật ngài muốn nói tới cái nghĩa tuyệt đối. Cái nghĩa tuyệt đối tức là chỉ cho các cái bậc thánh, chỉ cho các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A-la-hán, bậc thánh A-la-hán. Cho nên trong kinh điển Pali của chúng ta đó, thì không có xài cái danh từ Phật, mà xài cái danh từ A-la-hán. Bởi vì A-la-hán là trong kinh điển Pali chúng ta sử dụng, tức là một bậc đoạn trừ phiền não, hay là một bậc đã giác ngộ. Từ cái chữ giác ngộ đó, cho nên ta gọi là Sa-wa-ca-bút-tha, hay là Sa-wa-ca-bút-tha tức là thinh văn giác, hay là Bát-chê-ca-bút-tha tức là độc giác, hay là chánh đẳng chánh giác là Sam-ma-sam-bút-tha, tức là chỉ cho Đức Phật Gotama của chúng ta, Đức Phật toàn giác là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là dù là cái xuất thân, các vị đệ tử của Đức Phật thì có những vị thì xuất thân từ giai cấp vua chúa, rồi có những vị xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, rồi có những vị xuất thân từ giai cấp thương buôn, rồi có những người giai cấp thuộc nô lệ, nhiều lắm, cũng có giai cấp nô lệ. Chẳng hạn như ngài Ubali đấy, ngài Ubali
Ngài là được nhất đệ nhất về cái vị trì lực đó, tặng lực. Nhưng mà Ngài xuất thân từ một cái giai cấp của một cái người thợ cạo, thợ cạo, cạo tóc, cạo râu, cắt tóc cho người ta đó. Cho nên là trước khi Ngài xuất gia thì Ngài làm cái việc đó, làm cái việc đó. Khi mà Ngài xuất gia vô trong Phật Pháp thì Ngài được xem như là một trong những vị cao hạ, những vị trưởng lão, những vị trưởng lão. Cho nên là khi mà cái cuộc kiết tập tam tạng lần thứ nhất thì toàn bộ luật tạng là do Ngài trùng tiên, do Ngài trùng tiên. Luật tạng là do Ngài trùng tiên. Ngài được xem như là một vị thông suốt về luật tạng, luật tạng. Còn di diệu pháp cũng như là kinh tạng thì là do Ngài A Nan. Sự thật ra đó là chúng ta phân thành tam tạng là thời kỳ sau này. Cái thời kỳ đầu là chỉ pháp và luật thôi chứ chưa có phân thành tam tạng. Sau cái pháp và luật đó đó thì mới phân thành cửu phần chánh pháp. Cửu phần chánh pháp tức là giáo pháp của Đức Phật được phân thành chín phần. Chín phần từ ở cái vị tầng hữu bổn sanh bổn sự, rồi kinh này kinh kia đó, thì chia làm chín phần. Luật tạng cũng nằm trong đó luôn, di diệu pháp cũng nằm trong đó luôn, tức là luận tạng cũng nằm trong đó luôn. Rồi sau cái kỳ kiết tập tam tạng lần thứ ba đó, tức là thời kỳ vua A Dục độ khoảng 236 năm trước công nguyên á, khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên á, thì lúc đó đó là cuộc kiết tập tam tạng lần thứ ba mới diễn ra, thì lúc đó mới phân thành tam tạng, tức là các ngài A Xà Lê phân cái này là kinh tạng nè, cái này là luật tạng nè, cái này là luận tạng nè. Chứ hồi xưa đó là khi mà Đức Phật tịch diệt thì chưa có tam tạng, chưa có phải là tam tạng, chưa gọi là tam tạng, mà chưa có gọi là cửu phần chánh pháp. Từ cái việc mà khi mà chúng ta thấy là cái câu mà Đức Phật Ngài nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, này các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai tịch diệt, các thầy hãy lấy pháp và luật làm thầy đấy. Thì cái pháp và luật đó bao gồm cả tam tạng. Rồi sau cái thời kỳ đó mới thanh phân giáo pháp thành cửu phần chánh pháp, tức là bộ chín phần tất cả. Từ chín phần đó đến chuột cái tam tạng lần thứ ba đó, trở thành tam tạng là như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói lại, ở trong hai cái bài kinh này đó thì Đức Phật Ngài mới nói rằng một cái vị Bà La Môn á, là vị mà loại trừ ác pháp, không kiêu, không ô nhiễm, tự mình á, khéo chế ngự, Vệ Đà được thông đạt, phạm hạnh viên thành. Vị Bà La Môn ấy có thể nói lên được lời phạm ngữ đúng pháp. Vị ấy ở đời này không hề có mạng tâm, tức là tâm không có kiêu mạng đó, bất cứ ở nơi nào. Cái kệ ngôn thứ 5 á, kệ ngôn bài số 2 á, thì ở đây đó, Đức Phật Ngài nói rằng sau khi loại ác pháp, ai thường hành chánh niệm, kiết sử được giác ngộ, vị ấy ở đời này thật gọi thật là Bà La Môn, thật là Bà La Môn. Thì tóm lại Đức Phật Ngài chỉ vị Bà La Môn là vị trừ đoạn trừ 10 cái kiết sử, đoạn trừ cái ác pháp, mà vị ấy sống luôn luôn có cái chánh niệm thì gọi là vị Bà La Môn. Ở trong hai cái bài kinh này, bài kinh số 4 là Mã và bài kinh số 5 là Mã. Chúng tôi xin giảng đến đây cũng vừa phải lẽ, chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Phật tánh là từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi phúc trước cho đạo tràng ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh không? Cho con xin một tín hiệu ạ.
Dạ, con kính dâng Khất Đinh Sư. Ngô tu sắp bấm mang lang ra khăn tu sắp bê đê ngô tu sắp bấm bù đa nô pha huê nô sa đa sa đê bù văn tu tê ngô tu sắp bấm mang lang ra khăn tu sắp bê đê ngô tu sắp bấm ham ma nô pha huê nô sa đa sa đê bù văn tu tê ngô tu sắp bấm mang lang ra khăn tu sắp bê đê ngô sắp bấm sang ha nô pha huê nô sa đa sa đê bù văn tu tê. Tất cả pháp quán có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng cao sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thu lành thai chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều a long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con a hồ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài a viên thuộc cảnh khỏi nạn tai a chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Hà giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đồ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình dưỡng lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên hoàng thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện trong Rome, Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Thái Hòa, tất cả chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng muôn nhân ni ban át sa bát cha yo hô tu, y đăng muôn nhân ni ban át sa bát cha yo hô tu, y đăng muôn nhân ni ban át sa bát cha yo hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Và con cũng xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền Rome Pháp Cú Kinh chuyên đài thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ với anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung thêm giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với tam bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ với anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Nam mô Phật Thầy giá, và chúng con cũng xin phép được khép cửa rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt đạo tràng.